5 trường hợp mắc bệnh sốt rét do muỗi truyền bệnh đã được phát hiện tại Mỹ trong 2 tháng qua. Đây là lần đầu tiên có sự lây lan bệnh sốt rét ở nước này sau 20 năm. Theo ghi nhận, có 4 trường hợp mắc bệnh sốt rét được phát hiện ở bang Florida và 1 ca ở bang Texas. Sốt rét gây ra bởi một loại ký sinh trùng lây lan qua đường muỗi đốt. Số người tử vong do sốt rét cao nhất trong những năm gần đây được ghi nhận ở trẻ em tại vùng cận Sahara, châu Phi. Khoảng 2.000 trường hợp mắc bệnh sốt rét ở Mỹ được chẩn đoán mỗi năm. Đại đa số là khách du lịch đến từ các quốc gia nơi bệnh sốt rét thường lan rộng. Kể từ năm 1992, đã có 11 đợt bùng phát liên quan đến bệnh do muỗi truyền virus sốt rét ở Mỹ. Đợt gần đây nhất xảy ra vào năm 2003 tại hạt Palm Beach, bang Florida, nơi có 8 trường hợp mắc bệnh được báo cáo.